Chào mừng bạn quay trở lại với kênh Khám phá Du lịch. Và hôm nay Khám phá Du lịch sẽ đưa bạn đến một quốc gia tại Đông Nam Á, đó là Malaysia. Malaysia có nền văn hóa đa dạng, cách đẹp tự nhiên hùng vĩ và đầy ấn tượng. Du lịch Malaysia mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo, từ khám phá văn hóa đến thưởng ngoạn cảnh đẹp tự nhiên và thưởng thức ẩm thực phong phú. Dưới đây là top 10 địa điểm du lịch đẹp, độc đáo và đặc sắc tại Malaysia. Điểm du lịch độc đáo và đặc sắc đầu tiên tại Malaysia chúng ta phải kể đến, đó là đảo Langkawi. Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Malaysia, nằm ở biển Armada thuộc quần đảo Langkawi, gồm 99 hòn đảo nhỏ với cảnh đẹp tự nhiên tuyệt vời, bãi biển dịu dàng và nền văn hóa độc đáo. Langkawi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Dưới đây là một số điểm du lịch đặc biệt tại Langkawi. Đến Langkawi, du khách có thể đi cáp treo Langkawi. Đây là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Cáp treo đưa bạn lên đỉnh núi Manjinchan, nơi bạn có thể thưởng ngoạn toàn bộ cảnh đẹp của hòn đảo Langkawi này. Điểm thứ hai đó là hòn đảo Peras Besar. Điểm thứ ba là đền đảo Matsuri. Điểm thứ tư tại hòn đảo này đó là vườn quốc gia Kilimanjaro Geoforest Park. Langkawi không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những người muốn thư giãn trên bãi biển, mà còn là nơi để khám phá văn hóa độc đáo, tận hưởng những trải nghiệm tự nhiên tuyệt vời nhất. Du lịch đặc sắc và độc đáo thứ hai của Malaysia đó là thủ đô Kuala Lumpur. Thủ đô Kuala Lumpur hay còn được biết đến với tên gọi là KL, là một trong những thành phố hiện đại và sôi động tại Malaysia. Dưới đây là một số điểm nổi bật và trải nghiệm độc đáo mà bạn có thể tận hưởng khi đi du lịch tại Kuala Lumpur. Đầu tiên chúng ta phải kể đến, đó là tháp đôi Petronas. Petronas Twin Tower được xem là biểu tượng của Kuala Lumpur. Tháp đôi Petronas là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới. Du khách có thể tham quan tầng cao và tận hưởng tầm nhìn đẹp tuyệt vời về thành phố. Điểm thứ hai đó là quảng trường Merdeka. Nơi này đánh dấu nơi độc lập của Malaysia được tuyên bố vào năm 1957. Bạn có thể thăm cột độc lập và dinh thự Sultan Abdul Samad ở đây. Điểm thứ ba đó là chợ Central Market. Là một trung tâm mua sắm và nghệ thuật. Central Market có đầy đủ các cửa hàng bán đồ thủ công, nghệ thuật dân dụ và đặc sản văn hóa của Malaysia. Ngoài ra, khi đến du lịch tại Kuala Lumpur, du khách còn có thể tham quan một số địa điểm nổi bật khác như quảng trường Bukit Bintang, làng dân dụ Malaysia, vườn thú Kuala Lumpur, khu du lịch Sunway Lagoon, bảo tàng quốc gia Malaysia, khu vực Chinatown và Little India. Ngoài những điểm kể trên, còn khá là nhiều điểm thú vị khác tại Kuala Lumpur đang chờ đón bạn. Kuala Lumpur không chỉ là một thành phố đẹp và hiện đại, mà còn là điểm hẹn của nhiều nền văn hóa đa dạng và sự phá trộn giữa truyền thống và hiện đại. Điểm đến du lịch đặc sắc và lý tưởng thứ ba tại Malaysia đó là đảo Penang, còn được biết đến với tên gọi là The Bone of the Orient, Hòn Ngọc Viễn Đông, là một trong những điểm du lịch hàng đầu tại Malaysia. Với văn hóa đa dạng, kiến trúc độc đáo, ẩm thực phong phú và cảnh đẹp tự nhiên tuyệt vời, Penang thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Dưới đây là một số đặc điểm đặc sắc và trải nghiệm bạn có thể khám phá khi đến đảo Penang. Điểm đến thú vị và lý tưởng đầu tiên tại đảo Penang đó là khu phố cổ Yorktown. Yorktown, thủ phủ của Penang, là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Phố cổ này nổi tiếng với kiến trúc pha trộn giữa Á và Âu, các ngôi đền, nhà thờ và những tòa nhà lịch sử. Điểm du lịch đặc biệt thứ hai tại đảo Penang đó là ngôi đền Kaloxi, là một ngôi đền Phật giáo lớn nhất tại Đông Nam Á. Kaloxi có kiến trúc ấn tượng và độc đáo. Ngoài ra, khi đến với đảo Penang, du khách còn có thể tham quan các địa điểm du lịch khác như là cầu khỉ Penang Hill, trung tâm nghệ thuật và văn hóa Penang, chùa Hamikarama, bảo tàng Penang Paranakan Mansan,
Đảo Tây Nang là một trong những điểm đa dạng kết hợp giữa lịch sử, văn hóa và thiên nhiên tuyệt vời, tạo nên một trải nghiệm du lịch đặc sắc tại Malaysia. Điểm du lịch độc đáo và thú vị thứ tư tại Malaysia đó là cao nguyên Kamerun, còn được biết đến với tên gọi là Kamerun Highland, là một trong những khu vực du lịch nổi tiếng tại Malaysia, nằm ở tiểu bang Pahang, Malaysia. Cao nguyên này có khí hậu mát mẻ quanh năm, với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đồi cỏ xanh mướt và rừng núi mênh mông. Dưới đây là một số điểm nổi bật và trải nghiệm bạn có thể tận hưởng khi đến với cao nguyên Kamerun. Điều thú vị tại cao nguyên Kamerun đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là vườn hoa cây Farm. Nơi đây nổi tiếng với các loại hoa đẹp mắt, đặc biệt là hoa dã quỳ và hoa hồng. Du khách có thể tham quan và chụp hình tại các vườn hoa lộng lẫy. Khu vực rừng mọc mossy là nơi lý tưởng cho những chuyến đi trekking và khám phá thiên nhiên hoang sơ. Bạn sẽ bắt gặp những cảnh đẹp hùng vĩ và động vật quý hiếm. Cao nguyên Kamerun không chỉ là điểm đến tuyệt vời để thoát khỏi cái nóng của các thành phố lớn, mà còn là nơi để trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đa dạng của Malaysia. Điểm du lịch đặc sắc và thú vị thứ năm khi đến với Malaysia, du khách không thể bỏ qua đó là thác nước Taman Negara, hay còn được gọi là thác Lata Bekot, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực Taman Negara. Để đến được thác nước này, du khách sẽ đi qua một khu rừng nguyên sinh lớn nhất tại Malaysia. Đến thác nước Taman Negara không chỉ là một trải nghiệm về cảnh đẹp tự nhiên tuyệt vời, mà còn là cơ hội để khám phá vùng rừng nguyên sinh phong phú và đa dạng của Malaysia. Điểm du lịch độc đáo và thú vị thứ 6 tại Malaysia đó là đảo Perhentian, tọa lạc tại Pahang, là một trong những điểm du lịch phổ biến và đẹp nhất ở trong khu vực. Đảo này thu hút du khách bởi bãi biển tuyệt vời, nước biển trong xanh và động thực vật biển phong phú. Dưới đây là một số điểm nổi bật và trải nghiệm tại đảo Perhentian. Điểm nổi bật đầu tiên của Perhentian đó là bãi biển Long Beach và Coral Bay. Long Beach là một bãi biển nổi tiếng với cát trắng mịn và nước biển trong xanh. Coral Bay cũng nằm gần đó, cũng là một điểm lý tưởng để thưởng thức cảnh đẹp và những món ăn ngon. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia vào các hoạt động khác như là hoạt động lặn biển với nước biển trong xanh và động thực vật biển phong phú. Đảo Perhentian là một điểm đến lý tưởng để cho các hoạt động lặn. Du khách có thể khám phá các rạn san hô và ngắm nhìn những loài cá độc đáo. Bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như là chèo thuyền kayak, trekking, leo núi. Điểm du lịch đặc sắc và thú vị thứ 7 của Malaysia đó là Kuala Lumpur Bird Park, hay còn được biết đến với tên gọi là Taman Burung Kuala Lumpur trong tiếng Malay, là một trong những công viên chim lớn nhất thế giới và là một điểm du lịch phổ biến tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia. Dưới đây là một số thông tin về Kuala Lumpur Bird Park. Về vị trí, Kuala Lumpur Bird Park nằm ở trung tâm Kuala Lumpur, gần với các điểm du lịch khác như Hoàng cung Malaysia và Museum Negara. Về quy mô và thiết kế của công viên này, công viên chim này có diện tích khoảng 20.9 hectare, tạo nên một môi trường tự nhiên cho hàng nghìn con chim thuộc hàng nghìn loài khác nhau. Các khu vực khác trong công viên được thiết kế mô phỏng các môi trường tự nhiên của chúng. Kuala Lumpur Bird Park chủ yếu tập trung vào việc bảo tồn và trưng bày các loài chim độc đáo và quý hiếm, bao gồm cả chim cảnh, chim nước và chim rừng. Bạn có thể tìm thấy hàng nghìn loài chim đa dạng từ khắp nơi trên thế giới tại công viên này. Điểm du lịch đặc sắc và thú vị thứ 8 tại Malaysia đó là đảo Tioman, nằm ở phía đông bắc của Pahang, Malaysia, là một trong những đảo đẹp nhất và nổi tiếng nhất tại khu vực Đông Nam Á. Đảo này thu hút du khách bởi bãi biển tuyệt vời, rạn san hô độc đáo và cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Dưới đây là một số điểm nổi bật và trải nghiệm tại đảo Tioman. Bãi biển Chuara nằm ở phía bắc của đảo. Chuara là một trong những bãi biển đẹp và yên bình nhất tại Tioman. Nước biển ở đây trong xanh, cát trắng mịn và có khả năng nhìn thấy các loài rùa đang đẻ trứng. Thứ hai đó là bãi biển Salan, là một điểm lớn cho hoạt động lặn. Salan nổi tiếng với các rạn san hô đa dạng và động vật biển phong phú.
Ngoài ra có nhiều quán bar và nhà nghỉ dọc theo bờ biển. Tioman là một điểm lặn nổi tiếng tại Đông Nam Á, có nhiều trung tâm lặn tại đảo cung cấp các khóa học và chuyến đi lặn. Bên cạnh đó, du khách còn có thể tham quan các địa điểm khác như là bãi biển Takat, rừng động xanh hùng vĩ, núi Gunung Kazan, làng hải sản Ebatan, thị trấn Mulkat. Đảo Tioman là một điểm đến hoàn hảo cho những người yêu thích thiên nhiên và muốn tận hưởng không gian yên bình của biển cả và núi rừng nguyên sinh. Điểm du lịch đặc biệt và độc đáo thứ 9 tại Malaysia đó là Kuala Lumpur Tower, hay còn được gọi là Menara Kuala Lumpur, là một trong những biểu tượng nổi tiếng của thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là một tháp truyền hình và quan sát có tầm nhìn rộng lớn, thu hút hàng nghìn du khách hàng năm. Dưới đây là một số điểm nổi bật và trải nghiệm khi du lịch tại Kuala Lumpur Tower. Với chiều cao khoảng 421m, Kuala Lumpur Tower là một trong những tháp truyền hình cao nhất thế giới. Tầng quan sát ở độ cao 276m cung cấp một tầm nhìn tuyệt vời về thành phố Kuala Lumpur và những khu vực xung quanh. Du khách có thể tận hưởng tầm nhìn 360 độ từ đỉnh tháp và ngắm nhìn những điểm đẹp nổi tiếng như tháp đôi Petrosat, hoàng cung Malaysia. Còn nếu bạn vừa muốn thưởng thức ẩm thực, vừa muốn ngắm nhìn toàn thành phố Kuala Lumpur, thì bạn có thể ghé qua nhà hàng quay 360 độ The Atmosphere 360. Điểm du lịch thú vị và đặc sắc thứ 10 tại Malaysia đó là thị trấn Malacca, là một thành phố cổ và là một trong những điểm du lịch lịch sử và văn hóa quan trọng tại Malaysia. Nằm ở bờ biển phía tây của bán đảo Malaysia, Malacca đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới với di tích lịch sử và kiến trúc đa dạng. Dưới đây là một số điểm nổi bật và trải nghiệm khi đi du lịch tại thị trấn Malacca. Khi đến du lịch tại thị trấn Malacca, du khách có thể thưởng thức và tham quan các địa điểm du lịch như quảng trường The Square, quảng trường Joker, bảo tàng Malacca. Thị trấn Malacca là một trong những thành phố giàu lịch sử, mang đến cho du khách không chỉ những trải nghiệm về kiến trúc độc đáo mà còn về văn hóa đa dạng và ẩm thực độc đáo của Malaysia. Malaysia không chỉ là một quốc gia với cảnh đẹp tự nhiên tuyệt vời, mà còn là nơi gặp gỡ giao thoa văn hóa đa dạng, nơi những truyền thống lâu đời gặp gỡ với sự hiện đại. Chắc chắn, những hình ảnh về tháp đôi Petronas hay khu phố cổ Shop Town sẽ luôn ấn tượng trong trí nhớ của bạn. Hy vọng rằng khi đến với Malaysia, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản tại đây và trải nghiệm những khoảnh khắc đầy ý nghĩa khi đến thăm các địa điểm du lịch độc đáo của Malaysia. Chúc bạn có một chuyến đi thật tuyệt vời bên gia đình, người thân, bạn bè.